Mến chào toàn thể quý vị và các bạn, đến với bản tin giá cả thị trường chăn nuôi ngày 20 tháng 9 năm 2023 của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Trên thế giới, tại Trung Quốc, số liệu báo cho thấy, giá heo trung bình toàn quốc là 8,32 nhân dân tệ trên 1 kg, tương đương 46.500 đồng trên 1 kg, tăng 0,02 nhân dân tệ trên 1 kg so với ngày hôm qua khi lễ hội đôi đến gần vào cuối tháng Tết Trung Thu và lễ Quốc Khánh, người chăn nuôi cũng kỳ vọng giá giá heo có thể tăng lên 9 nhân dân tệ. Trong khi đó, thời tiết đang chuyển sang thu, mát mẻ và dễ chịu hơn cũng là hy vọng để cải thiện sức mua của thị trường. Hiện nay, hầu hết giá heo hơi trên cả nước Trung Quốc đều ổn định đến tăng mạnh. Giá lợn tăng tại 14 tỉnh trên cả nước, giảm tại 3 tỉnh và ổn định ở hầu hết các tỉnh còn lại. Tỉnh có giá trung bình thấp nhất là Vân Nam, với giá trung bình là 7,82 nhân dân tệ trên 1 kg tương đương 43.700 đồng trên 1 kg, tỉnh có giá trung bình cao nhất là Chiết Giang, giá trung bình là 8,82 nhân dân tệ trên 1 kg, tương đương 49.200 đồng trên 1 kg. Về phía cung, giá heo hơi ở miền Bắc hôm nay tăng nhẹ, các trang trại vẫn e ngại bán ra, đồng thời một số cơ sở chăn nuôi có hàng vào thị trường lẻ tẻ, đã giảm bớt áp lực cho khâu chăn nuôi. Ở phía Nam giá bán tương đối ổn định, thị trường hạ nguồn, sức mua tại thị trường là vẫn còn chậm một số công ty bán thịt đang thu mua với giá thấp. Nhìn chung, tiêu dùng dự kiến sẽ cải thiện trong tuần này. Giá giá heo không tăng khi khai giảng vào tháng 9 mà dao động và giảm. Ở trong nước, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm nhẹ 1.000 đồng trên 1 kg tại một vài địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên và miền Nam. Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục lặng sóng và ghi nhận trong khoảng 56.000 đến 58.000 đồng trên 1 kg. Theo đó, mức giá cao nhất khu vực 58.000 đồng trên 1 kg được ghi nhận tại Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình và Hà Nội. Ở chiều ngược lại, mức giá thấp nhất khu vực 56.000 đồng trên 1 kg được ghi nhận tại Yên Bái. Các tỉnh thành còn lại, giá heo hơi hôm nay duy trì ở mức 57.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi mới nhất khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại khu vực này, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm nhẹ 1.000 đồng trên 1 kg tại một vài địa phương và giao động trong khoảng 55.000 đến 57.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể, sau khi giảm một giá, thương lái tại tỉnh Bình Thuận đang thu mua heo hơi với giá 55.000 đồng trên 1 kg. Mức giá này cũng được ghi nhận tại Bình Định, Lâm Đồng, Đắk Lắk. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, thương lái tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Ninh Thuận đang thu mua heo hơi ở mức 56.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác trong khu vực hiện duy trì thu mua với ở mức 57.000 đồng trên 1 kg. Tại khu vực phía Nam giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng trên 1 kg tại một vài địa phương và dao động trong khoảng 55.000 đến 58.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể, sau khi cùng giảm một giá, thương lai tại Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh hiện thu mua heo hơi ở mức 55.000 đồng trên 1 kg. Mức giá này cũng được ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Các địa phương khác trong khu vực không ghi nhận sự biến động mới về giá, trong đó, mức giá cao nhất 58.000 đồng trên 1 kg được ghi nhận tại Cà Mau, Bạc Liêu các địa phương còn lại trong khu vực, giá heo hơi hôm nay ổn định quanh mức 56.000 đến 57.000 đồng trên 1 kg. Giá da cầm hôm nay tiếp tục đi ngang. Giá da cầm hôm nay vẫn chưa có thay đổi mới, duy trì biểu đồ giá đi ngang ở cả ba mặt hàng gà, vịt và trứng gà tại các địa phương. Biểu đồ giá da cầm hôm nay giữ nguyên đà đi ngang, không có thay đổi nào so với hôm qua hay những ngày trước đó. Trong đó, gà các nơi có giá bán từ 50.000 đến 83.000 đồng trên 1 kg vịt khoảng 50.000 đến 54.000 đồng trên 1 kg và trứng gà khoảng 1.700 đến 2.400 đồng trên 1 kg. Giá gà hôm nay vẫn chưa có chênh lệch nào so với hôm qua, duy trì khoảng giá từ 50.000 đến 83.000 đồng trên 1 kg tùy giống gà. Giá bán tại một số địa phương như sau, gà mía Hà Nội có giá bán là 76.000 đồng trên 1 kg, tại thành phố Hồ Chí Minh, giá gà Minh Dư là 63.000 đồng trên 1 kg, cao nhất cả nước. Giá gà nòi Cần Thơ khoảng 72.000 đồng trên 1 kg. Giá vịt hôm nay loanh quanh trong khoảng từ 50.000 đến 54.000 đồng trên 1 kg, tương tự như hôm qua. Trong đó, giá vịt cao nhất được ghi nhận tại Đồng Nai, thấp nhất tại Đắk Lắk và Cần Thơ. Giá trứng gà hôm nay không đổi, vẫn giữ nguyên mức giá cũ. Trứng gà trắng ở mức từ 1.900 đến 2.400 đồng trên 1 kg, trứng gà đỏ khoảng 1.700 đến 2.000 đồng trên 1 kg, có phần thấp hơn tiếp theo chương trình xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin giá cả của một số vật nuôi khác trong nước ngày hôm nay mọi thông tin giá cả chi tiết trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin giá cả mỗi ngày hãy cùng đồng hành và đón xem bản tin giá cả của chúng tôi vào ngày mai xin chào và hẹn gặp lại